áp thấp nhiệt đới đã vào Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, miền Trung mưa dồn dập. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 4 giờ sáng nay ngày 26 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc, 107,2 độ Kinh Đông trên đất liền tại các tỉnh Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 7 đến 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên vùng biển từ Quảng Bình đến Đà Nẵng, bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm và Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến 8, biển động sóng cao từ 2 đến 3 mét. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 4 mét. Đồng thời, trên đất liền sáng nay, vùng ven biển từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, sâu trong đất liền có gió giật cấp 6. Cơ quan khí tượng cho biết, từ nay đến ngày mai ngày 27 tháng 9, thời tiết ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm. Riêng từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có nơi trên 150mm, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 120mm. Từ nay đến ngày 28 tháng 9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm, có nơi trên 450mm. Trong đêm qua, ở Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ tối qua đến 2 giờ sáng nay có nơi trên 100mm như Hương Trạch, Hà Tĩnh 195,4mm, Hóa Thanh, Quảng Bình 188,2mm, A Lưới, Thừa Thiên Huế 115mm. Tại trạm đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, Cù Lao Chàm, Đà Nẵng gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng và Lý Sơn, Quảng Ngãi có gió giật mạnh cấp 7, vùng ven biển từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có gió giật mạnh cấp 6. Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn tập trung từ Hà Tĩnh đến Bình Định và khu vực Bắc Tây Nguyên. Những khu vực này có nhiều khe núi nên người dân cần đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất rất cao.